Như đã thông tin trong chương trình kỳ trước, nắm bắt nhu cầu của thị trường, gia đình ông Đặng Văn Đại ở xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã mạnh dạn đầu tư nhà trồng và nhập phôi về trồng thử nghiệm nấm mối đen. Hiện gia đình ông có tổng diện tích nhà trồng hiện có trên 150 m², và chương trình hôm nay sẽ có thông tin nhiều hơn đến quý khán giả điểm vô cùng độc lạ trong mô hình này. Đó là khi bước vào nhà trồng, chúng ta sẽ luôn được nghe nhạc. Nhà nuôi trồng khép kín, vô trùng, có thiết bị tự động điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm. Đặc biệt, nhạc được mở 24/24. Đây là cách trồng nấm mối đen rất độc lạ của vợ chồng ông Đại. Theo ông Đại, cỏ cây qua trái gì cũng giống như con người vậy, cũng có những đặc tính, sở thích riêng. Mình chăm sóc tốt, kỹ càng thì sẽ cho kết quả tốt. Dù chính ông cũng chưa chắc chắn là âm nhạc đó có hỗ trợ gì cho sự phát triển của nấm không, nhưng nhờ có âm nhạc, môi trường trong trại nấm đúng là rất khác biệt. Nấm mối đen là loại nấm khá kỹ tính, môi trường trồng phải luôn đảm bảo tuyệt đối sạch sẽ, kể cả nguồn nước để tưới hay phun sương. Một tuần hai lần, nền trại được vệ sinh khử trùng. Bản thân người vào thu hái nấm cũng phải sát khuẩn. Khi phát hiện phôi nấm có dấu hiệu mắc bệnh, phải nhanh chóng xử lý ngay. Nó bị mốc xanh với vàng cam bệnh đó, mà không có trị được. Chỉ bắt đầu mình có thấy nó ít ít á, thì mình đổ nó ra rồi lấy cồn xịt vô. Cái nào hết thì mình dưỡng lại, còn không hết thì bỏ. Đi kiểm tra thường xuyên, ngày nào cũng đi kiểm chứ. Cái nào nhiều thì đem bỏ. Còn cái nào mà thấy nó đém đém ít ít, nhắm dưỡng lại thì mình cũng đem cách ly ngoài, bỏ riêng ngoài. Chứ nó không có để chung này được. Trong 40 ngày đầu xử lý, để phôi phát triển thành cây nấm là quan trọng nhất. Giai đoạn này, nhiệt độ sẽ duy trì ở mức từ 22 đến 24 độ C. Vô coi chắc này nè. Rồi bắt đầu từ đó sau mình chạy 27-28. 28 độ. Còn độ ẩm thì nó 85-90. Mà dưới 85 thì tự máy nó bật lên, nó phun sương vô. Phun sương mà tới 90 bắt đầu nó ngắt. Tới cái cỡ đó là cái dạng đó, nó tốt cho nó. Được. Lạnh quá nó cũng đâu có độ ẩm nó lên. Phôi nấm mối đen sau khi được nhập về, chăm sóc, dưỡng cẩn thận, 45 ngày sau sẽ được thu hoạch những mẻ đầu tiên. Nấm có thời gian thu hoạch khá dài, chăm sóc đúng kỹ thuật, không để xảy ra dịch bệnh, có thể thu hoạch liên tục trong 5 tháng. Với khoảng 6.000 phôi nấm đang cho thu hoạch ở thời điểm hiện tại, mỗi ngày gia đình ông Đại có thể thu hái từ 12 đến 15 kg nấm thành phẩm. Thị trường tiêu thụ hiện nay là ở thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán từ 140 đến 220 ngàn đồng một ký, tùy theo chất lượng, kích thước nấm lớn hay nhỏ. Hiện nay, do trại trồng nấm của vợ chồng ông Đại còn ở quy mô nhỏ, sản phẩm đầu ra ít, nên các công đoạn sau thu hoạch còn thực hiện hoàn toàn thủ công. Vợ chồng ông cũng đang ấp ủ các dự định cho tương lai. Thì mình làm nhiều thì cái hướng cũng tính mà để mà mua ra máy này kia gì à. Ép đóng gói này kia đã làm thương hiệu, đang bỏ vô siêu thị cho nó có giá. Bên cạnh đó, về lâu dài, các hộ trồng nấm mối đen như vợ chồng ông Đại cũng cần tính đến việc tự chủ trong sản xuất phôi nấm, tận dụng các phế phụ phẩm sau khi thu hoạch để tạo thêm giá trị gia tăng và thích ứng với xu thế nông nghiệp tuần hoàn như hiện nay.